Vấn đề là ngày trận đạo trong lịch sử của Việt Nam, mình chỉ nói cái xác phàm của những vị này là một cái xác cuối cùng, chứ thật sự những vị này đã chuyển thế rất là nhiều lần. Thì mình có tượng là để cái biểu tượng thôi, cũng giống như cái logo nhãn hiệu của anh lần cuối, nhưng mà anh là Di the tích. ownership của một cái big corporation rồi sắp sắp thi nhiều nhiều xuống vậy đó. Thì những vị này cũng vậy, mình cứ tính theo cái the last sin, cũng giống như Phật Di Lặc đâu phải là bụng bự thời nay đâu. Anh cũng có thể Phật Di Lặc nữa đó. 1228 thì ngài trận đạo mất ở trận Vạn Kiếp, đánh giặc Mông Cổ, đâm lũng mấy chiếc thuyền đó là ngài ở đây. Nhưng mà ngài được cha trên Thượng Đế phong là vua nước Việt, vua luôn á, là chức rất là lớn, là cai quản hết luôn. Ok, không cần biết bác Nguyễn Phú Trọng, bác Phúc, bác gì mà mất rồi á, là ngài là người trị tội á. Nếu mà có tội ha, còn mấy bác mà làm đúng thì mấy bác sẽ được thưởng rất là cao. Cho nên mình không biết là có tội hay không có tội, nhưng mà ngài sẽ là người xử phạt. Rồi sau đó đó đi xuống dưới Diêm Vương có ông Diêm Vương nữa, rồi sau Diêm Vương rồi lên trên có nhiều nhiều lắm, nó qua nhiều tòa án lắm, rồi qua Tam Thánh Tòa nữa, đại khái. Cho nên thì ngài là vua. Ở bên đây là ngài Đại Thần Nguyễn Trực, ngài cũng thường về dạy dỗ kiệt nhiều thứ Trực gần 40 năm. trận đánh Thì ở ở bên Nhật kia Tảo, đó, ở Nhật Tảo tổng ngài kiến vào bên đến kia năm đó là 28. ngài cũng nắm được tất cả quân lính bên kia để mà đánh trận bển. Thì Nguyễn Ông Trực là lịch sử là 1839, là người lãnh đạo kháng chiến chống Pháp. Thì cái lá sinh là cái biểu tượng này, mình nói như vậy nhớ, ở Gạch Giá Kiên Giang Kiên Giang. thì ngài đây. Cho nên mấy vị này rất là hiện hữu, giống như ông Năm Tướng Đà Lạt vì tự tử chết á, khi qua bên cõi kia đó là làm lính lát của mấy ông này hết. Bác gì ông chủ tịch gì ta, ông chủ tịch gì bữa hổm bị mấy viên thuốc của Trung Cộng bị chết á, Trần Đại Quang đó, có chết cũng làm lính của mấy ông này nữa, nếu mà ông là người tốt. Thì tất cả những gì này là rất là hiện hữu. Còn ở thế gian của mình á, nó cũng giống như đóng phim thôi, mấy ông chỉ đang đóng phim thôi, hết cái màn phim là xuống là xong à. Mà cái vai chính là ai mới quan trọng nha. Đà Phật tới sư phụ. Ở đây là Đức Phật Thầy Tang, thì cái biểu tượng này nó là Thầy Tang, nhưng mà những kiệt hiểu được á là từ thời nhà Chu Diệt Chủ Dương á, ngài là Khương Tử Nha. Rồi tới qua thời của Lưu Bị là ngài là Gia Cát Lượng. Rồi qua thời của Chu Nguyên Chương nhà Nguyên ngài là Lưu Bá Ôn. Qua tới thời của nhà Mạc của mình á, ngài là ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Rồi tới qua tới thời Việt Minh hồi xưa á, ngài là Đức Huỳnh Phú Sổ. Rồi ông Giải Bán Khoai gì đó, rồi Đức Phật Thầy Tang. Thì hồi xưa thì không có quen cái ngài nữa. Đến khi mà có một lần quyết định cạo đầu đi tu luôn, cái mấy vị mới nói chưa 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 con chưa có xong chuyện chờ đời, con chưa có đi tu được. Cái mấy vị gõ đầu. Thì sư phụ là từ đó về sau đó, gần mười mấy năm bên nay, sư phụ là dạy kiệt trực tiếp, dạy thiệt á, những cái gì mà kiệt hiểu về bên Hòa Hảo này nọ là kiệt học từ ngài. Rồi kiệt bắt đầu là ngài mới kêu mình là coi kinh điển nữa, ngài rất là hiện hữu, ngài vẫn còn sống. Đúng rồi. Chứ không có mất. Nhưng mà thí dụ như chuyện muốn nói chuyện ngày thì chỉ có khách, chị không có giải thích đây được. Ngủ ngủ nghĩa là sư phụ về gõ đầu là nói chuyện thôi. Ở trên thế gian có những người lạ lắm, cả chị cũng vậy, chị có thể nằm ngủ, chị có thể bỏ cái xác đó chị đi qua chị nói chuyện người khác được á. Nếu mà chị tu học cao, mấy thầy tạng đang làm được thì sao ngài là Phật mà sao làm không được, đúng không? Chứ đừng có tưởng là nãy giờ chuyện nói là không có. Những gì Kiệt nói đây là Có. điều sự thật. Thì ngài là sư phụ của Kiệt, thì Kiệt có tổng cộng 6 sư phụ: Phật Thích Ca Kiệt cũng gặp rồi, Phật Di Lặc, rồi Tổ Sư Bồ Đề cũng thường dạy Kiệt, rồi Hòa Thượng Tế Công ở đằng đó, rồi bây giờ tới sư phụ Phật thầy thế đó. Kiệt không có sư phụ thế gian nha, Kiệt không có học gì thế gian dốt mà đâu có ấy đâu. Qua Mỹ khổ không chết đi, bỏ báo gãy cổ luôn rồi. Thì kỳ có mấy sư phụ trong vô vi á, dạy kỳ dạy trong vô vi, nhưng mà kỳ update lại kỳ hỏi tới